Lưng 50, lưng 50, lưng ngắn lưng dài, người mẫu có ai vậy không? Hay là em quá tự tin với khả năng kết quả của việc trình diễn của mình nên được lựa bộ đồ này? Mới buổi chiều hôm qua mới được đi chọn thôi ạ. Em như là em rất đầu tư cho cái thi này. Không ạ, em đã có chuẩn bị rồi ạ. À, cái họ Lý có đúng á. Em lý do quá. Lý Thị Do á. Mình tên là Ngọc Sơn, mình năm nay 22 tuổi và mình đến từ Ninh Bình ạ. Em bỏ hộ anh đôi giày ra với. Em xin anh thêm 7. Còn ngắn không? Có thể là không dài được bằng em, và có thể không dài được bằng Mô Thủy, nhưng mà không ngắn. Chống nó không lên được. Đúng chưa? Săn chắc gọn gàng. Em có biết tại sao mà chị Yến lại nói em chân ngắn không? Em chọn cái quần bị sai rồi. Em đang để cái quần nó quá thấp, cho nên là cái tỷ lệ chân của em nó dựa theo cái quần. Cộng thêm em cắt ngang một khúc ở eo, em cắt tiếp một cái áo, là mọi thứ của em nó ngắn chụp lại với phần chân. Là 3 khúc. Cộng thêm em đi một đôi giày quá thô. Cái bộ trang phục đó không phù hợp để khoe được thể hình của mình. Thật sự là cái quần là buổi chiều hôm qua mới được đi chọn thôi ạ. Đôi giày, đôi dép này vì sáng nay em đi một đôi giày mũi kín đi lại rất là đau, nên là em muốn thử lý do gì. Dạ. Em dự định thi Việt Nam Makeup Model mùa 9 này là bao lâu? Hay là em mới dự định ngày hôm qua hay là sáng nay thôi? Dạ không mà em dự định rất là lâu rồi ạ. Rất là lâu rồi nhưng mà bộ đồ em mới chuẩn bị ngày hôm qua. Không ạ, nghĩa là bộ đồ em đã xem như là em rất đầu tư cho cái thi này. Không ạ, em đã có chuẩn bị rồi ạ. Quê em ở Ninh Bình ạ. Và em mới ra đây được bởi vì hôm qua thì trên xe rất là đông. Thế bây giờ là phải họ Lý mới đúng á. Em lý do quá. Lý Thị Do đó. Thể hiện tinh thần Be Unique là cái gì? Tinh thần là chính mình, là tàn tàn, là bình thường, rồi xong là một người như mọi người vậy hả? Rồi xong mà em tới đây em nói em là Be Unique. Hay là em quá tự tin với khả năng kết quả của việc trình diễn của mình nên được lựa bộ đồ này? Dạ không mà. Chứ không có gì là sao chọn. Nếu mà mặc bộ đồ quá đơn giản thì có gì rất là riêng, thần thái khác biệt. Thì mình hãy mặc đơn giản như vậy, nhìn thế này chị thấy có lưng và chân bằng nhau, tỷ lệ y chang luôn á. Bởi vì chị biết anh Trung có kêu là tháo giày ra thì mới thấy chân không ngắn, trước khi nó y chang. Lưng 50, lưng 50, chân ngắn lưng dài, người mẫu có ai vậy không? Xấu lắm đó cô Lý ạ. Bố nè, Lý có chọn không? Thế là hiện tại em đang xử lý lại 50-50 để quyết định coi là ở chị muốn em tạo một cái dáng cô xin thợ thời trang thì cho quyết định thôi. Một cái bô xin thợ cắt 1, 2, 3 pose như thế này. Làm cho anh 5 dáng liên tục đi để cho tâm phục khẩu phục, và ai có lỡ không chọn em thì cũng sẽ thấy tiếc. Ok nào. 1, 2, 3. Như thế gì mà đua đi, như thế gì? Làm đại đi. Giống nãy. Anh đó. Ok, đi ra một vé. Lên đây. Nhớ những gì mọi người vừa góp ý nha. Tất cả lần sau bỏ cái đôi giày cái đi nha. Cái đôi giày quá kinh khủng, quá khủng khiếp. Rồi chạy vào nào, chạy vào. Thật sự đấy mình run vậy nên là nói hơi nhiều chứ thật sự là mình không cố tình lý do gì ạ.